Em ơi, cái này là cái gì em? Vệ sinh tiền anh ạ. À, có nghĩa là mình đi xin luôn đấy à? Vệ sinh tiền này búa băng nghệ. À, cái này em bán bao tiền cái? 100.000. 100.000 à? Nhà em ở đâu? Em ở Xín Chén. À, Xín Chén à? Anh xin một kiểu ảnh nhé. Rồi, ok, chào mọi người nha. Này là mình là Dương TV đây mọi người ạ. À, tại thì mình đang có mặt ở chợ Cán Cấu nha. Hôm nay mình sẽ đi quay phiên chợ ở trên này mọi người nhé. Phiên chợ là phiên chợ rất to của huyện Simacai mọi người nhé. Bán và có rất nhiều mặt hàng. Đó rồi, ok, mời các bạn cùng theo chân mình đi khám phá chợ tiên Simacai Cán Cấu cho mọi người ở đây mua gì và bán gì nhá. Rồi, ok, mời mọi người cùng theo chân mình nhá. Sao bán được mấy con đây? Bán được mấy chục con đấy. À đấy ạ. Bán được đây. Đấy bà con đây. Ở chợ nào ở trên này cũng có lợn bán mọi người ạ. À, đây một số là đây, đây là hàng lợn giống này. Đây là lợn để về làm giống mọi người nhé. Hôm nay không thấy lợn cắt tách để về quay đây là giống không? Lợn bà con đóng bao nhé. Còn cho các bạn xem, tiện theo dõi. Ý, ở đây. Đây này. Con này thì thường thường sẽ để làm cắp nách mọi người nhé. Đây một con này lớn rồi. Con này khoảng 3-40 cân mọi người ạ. Đấy, lợn này quá ngon luôn. Lợn này con này cũng phải tầm hơn 2 tuổi mọi người nhé. Lợn này thì ngọt thôi rồi luôn. Thịt canh thì quá chuẩn. Đấy. Ở đây thì có một con tiểu hoàng rất là đẹp mọi người ạ. Hey. Hello, xin chào. À, không đẹp không? Ô, con nó bị chết này. Đó mọi người ạ. Cái chợ bắt đầu kéo dài từ kia. Mọi người có thể nhìn được toàn cảnh của cái khu chợ Cán Cấu nha mọi người nhé. Đó. Rất là rộng đẹp luôn, thiết kế đẹp luôn đấy. Đấy như các bạn nhìn thấy ở đằng xa xa, ở đằng sau chợ kia là một cái bản làng rất là đẹp luôn. À, những cái mái nhà ở trên rất là đẹp. Đó. Này cũng theo chân mình nha. Con này em mang đi bán à? Vâng. Bán rồi chưa? Dạ chưa. Con này bán bao tiền đấy? Con này 700. 700 à? Vâng. Đây mọi người này. Đẹp lắm. À, nó ngủ không này. Ô dậy ơi, sáng rồi. Gọi vẫn không dậy này. 700 mọi người nhá. Đẹp luôn. Kia là nhớ nhóc bạch ra. Đây có ba chú cún nữa này cả nhà này. Đem cùng luôn. Lát nữa con này là du khách đang đứng chụp ảnh kỷ niệm. Đi 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 này đi. Chợ xúc đi mọi người ạ. Còn ở đây là bán gà vịt giống nhá.
Đẹp kìa. Đây, đây là gì nhỉ? Đây là tiếp bò. Đánh bà. Đánh bà. À. Đây là chơi số. Thả tôi đọt, thả tôi. Trò chơi ăn kẹo rồi nhá. Trò chơi ăn kẹo. Chắc là lâu lắm rồi anh em không nhìn thấy cái đài này đúng không? Đấy, đây là cái đài nha mọi người nha. Sinh không này nhỉ? Sinh thế. Ủa? Anh chụp kiểu nhá. Sinh thế chứ này. Rồi sinh đôi à? Ôi trời ơi, xinh nè. Ôi trời. Hi. Hi. Xinh nha. Cái này nè. Ồ. Đây là những đôi giày của những người. Chỗ này là mua hết rồi em. Không phải mua mà cái này là hàng hàng cho ấy. À. À. Đó bạn sờ. Cái này là cái gì nữa? Đó là cái gì nữa? Cái này là cái gì nữa? Cái này là cái gì nữa? Đôi này phải đeo nhường thì. Nhưng mà mình phải đeo bừa mình mới lấy chứ nhỉ? Vâng. Thế mình phải đeo bừa mình mới lấy. Lấy về cho vợ, cho trẻ, cho con, cho cháu. Đây là một cái gian hàng từ thiện mọi người ạ. Đi xem nào, xem. Đây là một cái gian hàng từ thiện mọi người nhé. Rất nhiều nhưng mà bà con đấy mỗi người một đôi này, giờ hết rồi. Kia như có chỗ kìa. Đây họ đi bán thẻ rất nhiều. Nhà mình có cà phê không chị? Cà phê đông vui lắm mọi người ạ. Mọi người đi chợ tấp nập luôn. Có một chị gái bán hàng này, rất xinh gái.
Bán được nhiều chưa chị? Chị xấu hổ quay mặt đi rồi. Tám mươi rồi. Đúng rồi, lấy đường lấy 2.000 lấy rồi, không được nhiều chứ. Đúng rồi. 80 đường thì lấy, không đường rồi đi kia đi ông ơi. Chợ này to to phết đấy, chợ này to hơn chợ Lùng Quỳnh, to hơn chợ Dính Chén, chợ này chỉ nhỏ hơn chợ Bắc Hà một tí thôi, to kinh khủng. Cái điếu này bao tiền ba ơi? 50.000 à? Ô, cái điếu tốt thế. Này không có hơi mấy dít đâu. Cầm mày. Điếu đẹp mọi người ơi. Sòn to luôn. To nhá. Đấy, điếu này mấy chục nghìn bà? Đây này mọi người thấy khen này. Đấy. Mà, cho chụp ảnh được không? Múa khen. Đúng vậy này. Đẹp nhỉ? Nhóc mua à? 3 triệu rưỡi. À 3 triệu rưỡi à? Cái này 3 triệu rưỡi mọi người nhá. 3 triệu rưỡi. Đấy. Đẹp thôi. Rồi ok, đây là những cái chảo mọi người ạ. Chảo to này để ngày xưa nấu đường, nhưng bây giờ để nấu cắm nọ đây mọi người. Hiện giờ thì đang là chưa chợ rồi nhưng rất đông mọi người. Trong này thấy có một cái cuốc ấy. Hello. Hello.
xem lại mà chưa. À, có mà xem lại là mày rồi. Rồi tí tí ngon tao đâu có cái hồ nữa ha, tao gặp tao nữa xem cái này rồi chứ mà đi đi. Tôi chuyên sách của nó, có nhà, có tủ, có xe máy, có ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ai bánh bao nóng nào? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới, ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép lắp đặt bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao, giấy này. Chị chợ mua gì? Trời. Rẻ nào bà con ơi, ai hoa quả trái cây thơm mát của rẻ nào? Bán bao nhiêu chị anh? Hoa quả trái cây thơm mát bổ rẻ nào bà con ơi? Ai hoa quả trái cây thơm mát bổ rẻ nào? Ôi, mua nhiều ớt thế. Ăn thì ăn thôi mà. Ô, đi đâu đấy? Ở đây rồi sang đây này hai tức. Thưa quý vị. Đây là cái này, để cái này để đeo lên lưng không? Ông đeo thử nào, đeo thử rồi nhé. Quay. Đây là cái cùi của những người cao trên này. Đây, cái này là cái gùi mọi người nhá. Cái gùi này để đeo, đây là cái dây này là một dây rừng nhá cả nhà nhá. Đấy, dây rừng, dây này dai lắm. Dây này có thể dùng ở đến chục năm đấy mọi người. Đó. Bà con đến lương là hay đeo cái này nhá mọi người. Cái này đẹp không nhỉ? Cái này bán là bao nhiêu tiền đấy ông nhỉ? 200 à? 200 à? Cái dây này làm bằng dây gì ông? Đây là không biết rớt cây của nó à? Nhưng mà dây rừng à? À đây cái dây của nó đây đúng không ạ? À. À cái này ông đang bán riêng đúng không? Đây bán riêng này đấy. Nguyên cái dây thì bao nhiêu tiền? 50.000 thôi mà. À 50.000 này. Cái này ông tự làm đấy à? Không. Đúng rồi. Tự làm luôn. À vâng. Chắc lắm nhỉ dây này. Chắc đấy. Không biết thối mà. À đấy ạ. À. Mưa không biết thối. À. Chắc nhỉ. Rồi chắc cảm ơn ông nhá. Vâng ạ. Cái gì mà đỏ này không? Cái đun nước này, cái nước đổ đỏ này. À, uống để bổ máu phải không? Bổ máu được. Vừa máu vừa là nóng nóng ngoài. Vâng, đấy cái này là cái gì không? Đây là đại tràng kết lị. À, đại tràng kết lị ạ. Vâng ạ. À, đây là ông bán toàn thuốc hết nhỉ? Vâng. Thế còn cái này không? Cái này là củ ti ti ạ. À, củ ti ti thì là chữa gì không nhỉ? Chữa cái củ của cái đí à. Chí, đĩa đạn, đĩa đạn. À, chí, à? Bệnh chí, chí bệnh chí. Chí. Vâng. Ồ, đây là cái cao này gì không nhỉ? Cái này là cái xã ông đằng này.
À sắp ong. Sắp ong đằng đấy, cái này nhủ bánh này, cái này đòn bánh này không dính tay. Thế đây thì là gì không? Cái này là đá. Đá, cái này là hà sút chứ không này. Nó được làm từ cái gì ạ? Hà sút. Nhưng mà nó làm từ cái gì ra ạ? Đá đấy, đá mà. À đá. Ừ. Đá vào đấy. Ô cái đá nó như thế này à? Vào trong đó về mà. Ồ. Ô mọi người ơi, cái này là làm từ trong đá, từ trong đá ra này. Cái này là đố không cháy đâu. À đấy ạ. Thế này mình mà uống thì mình phải dã ra không? À lấy một tí là đu nước uống là cái hạ sút chả quang mà. À vâng vâng. Chả quang nhỏ nhỏ đấy. Không có đi tiếng đâu, tiếng này một lúc là nó trong lắm mọi người ạ, trong như pha lê luôn. Còn đây có vẻ cái củ bình vôi không? Nhiều vôi mà. Bình vôi à? Cái này cái đỏ, cái này cái trắng, cái này cái vàng. Cái nào thì công dụng hơn không? Hả? Cái nào tốt hơn ạ? À, cái này tốt hơn. À. Mà cái này là dạ dày. À vâng. Cái này chưa dạ dày, cái này là chưa đầu tiên này. Vâng. À. Như cái trái tim mà. À ơi nhà nó như cái trái tim thật. Còn đây là ong ngâm, ong đất đúng không ạ? Ừ. Cho bó bả, cho bó bả. Đây là khỏa đô lưng này, cú sống này, vâng. Kinh tỏa này. Ui ông bán nhiều. Đây còn đây là mật ong đúng không ạ? Ừ, đây bộ ong này, đây là ở ngoài hoa. Đây là mật ong gì ông nhỉ? Ong rừng đấy. Ong này luôn à? Vâng. Các bạn ong này. Không phải ong này. Không phải đâu, cái này là cái ong rừng. Cái này ong mười đấy. Cái này phải ong. Cái này là chỉ có ngân rượu thôi. Vâng. Phải thơm lắm. Đây là quả dứa này. Ừ. Đây quả dứa rừng này. Nhìn khác quả dứa ta nhỉ? Cái này là xoài. Xoài thận nhỉ? Xoài thận. Cái này chưa sửa thành giỏi lắm này. Vâng. Đâu mấy hàng nhá, cho mấy đông nhá. Ừ. Mấy hàng đây. Đây nhá, dán tí. Mà treo làm cảnh cho bếp. Đúng rồi, cái con này nó quá, nó bảo đây bê hàng không rồi. Bây giờ thì nó bảo tươi. Là 10 giờ thì hay là 11 giờ vào trong đấy lấy hàng thì thằng em nó về không kịp. Nay cô bán được nhiều chưa? Bây giờ nó bảo về bán nhiều một ít thôi. Bảo là nó rất khó khăn đó rồi. Đây cửa hàng lúc để đồ ngâm rượu. Tăng cường, nói chung là toàn đồ tăng cường sinh lực. Nhiều củ mài chưa? Không, nó nhỏ đấy, củ đấy củ cải ngà. À, củ đấy ninh xương ngon đấy. Ờ, ninh xương đấy. Trang sức em và tôi. Vàng bạc châu báu. Trang sức em và tôi. Mua vàng đeo đi. Đấy, cái đỏ đỏ này cả nam bằng san hô đấy. Đúng rồi, toàn vàng với bạc châu báu dưới biển đấy. Đấy. Chợ này đông lắm cả nhà. Đầu ơi chàng. Nhìn xem có giống bố bản không? Ơ được cái chứ. Quá được cái chứ ạ. Được, đúng bố bản rồi. Đây.
Nếu mà thích diêm dúa tí thì có tí đỏ đỏ này. Đấy, thì người dao. À, người dao. Quá đẹp luôn. Đúng bố bản cây giá như nhau chị. Dạ. Bạn bán nó nhiều chưa ạ? Bạn làm cái đi. Dạ. Cái này bán cái ủng hộ em nào em chưa mở hàng đây này. Ủa, ông mở hàng đi. Dạ đấy, mở hàng cho em em bán cái nào. Mở hàng lấy về thôi, cảm ơn. Nói cho chị nha. Ớt, bây giờ ớt. Cái này là ớt xanh này, cái này ớt đỏ này, đấy, mật ong. Chuyên nguyên thổ cẩm luôn. Đẹp nhỉ. Ừ, những cái này kiểu về treo ở tường làm cảnh ấy. Trang trí đẹp hơn. Đấy, những cái này làm từ quả dừa đấy. Đây là đồ lưu niệm. Khu bán đồ lưu niệm mọi người. Đây, vào đây có cả cái gì nhỉ? Trầm hương. Trầm hương. Cái này về đóng khung này nhỉ, đóng khung treo được này. Đâu, cái này là vỏ gối ạ. À thế ạ. Vâng. 700 nhá. Không ạ. Thì là quần áo lam. Các bác nào có tuổi mua những cái áo này mặc là ok này. Người có tuổi mà tầm 4-50 tuổi mặc những cái áo đẹp. Ừ, đẹp mà. Hôm nào mình mua bộ. Mua cái áo thổ cẩm được em. Mua về sửa qua tí này đẹp. Cái áo ngon gì chả giống áo báo à? Áo báo. Áo báo này. Áo báo. Áo báo. Yến. Mời đây. Đúng rồi. Đây 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 đúng không? Anh phải lấy cái màu này giống ở dưới màu cái này lắm. Cái màu này kệ nó cho nó sắc sỡ. Đây là cái chuối chú gì vậy nhỉ? Chú lá. Chú lá đâu vậy? Chú rừng, nói chung là hệ chú rừng. To nhỉ. To. Ui, ăn một quả này chắc lo đấy. Ăn quả đi. Giàng ơi, to quá. Ăn bát xôi. Ôi giời ơi, em ăn bát xôi. Anh em đi thoảng xem phim cổ trang này hay thấy người ta treo cái ớt này. Đấy. Nhiều cái củ luôn. Ớt này buộc thành dây. Còn đây là cái tương đậu xị đây mọi người nhé. Đậu xị này thường thường ăn với phở chua, ăn phở trộn ngon. Thiên đường bim bim đấy, phẩm bim bim rồi cả nhà. Tổ này. Ui, chân nợn nhỉ, cái chân nợn. Ăn đi. Ôi, vừa ăn rồi. Được ít thôi anh ạ. À. Ui, chân nợn, sợ không. Con này phải đến 2 tạ ấy nhỉ, đúng rồi. Con này chắc là 2 tạ đấy. Cháu chụp kiểu ảnh nhá. Rồi, chụp đi. Đây, lối đi lên chợ mọi người ạ. Lối là lối phụ nhá. Rồi, nên phụ là gặp luôn hàng ăn luôn. Thiết kế rất có tâm. Ừ.
Phở ngon quá. Đi chợ này mà cứ để mà lếm rượu là say mà. Say theo cái dạng nữa. Mọi người cứ cầm theo nắm nạc giang đút túi xong là vào là lếm rượu xem rượu nhà nào ngon, nhất thì mua. Lếm xong chả nhà nào ngon là say. Mỗi hớp rượu làm củ nạc. Nhiều người thế mà, nhiều người cứ đi lếm bao nhiêu ông không có tiền ấy. Không có tiền mua xong là cứ đi lếm. Ôi, lếm thử xem nào. Lếm xong tí mua nhá. Ờ thế xong là lếm hết hàng rượu là say là vừa. Ở đây là cái hòm gì nhỉ? Ở đây cái hòm này là để làm gì anh? Máy trái. Máy thay dầu lợi. Ô cái motor nó ở đâu? Motor ở chỗ. À chưa lắp à? À đây mình bán nguyên cái rồi đúng không? Máy rồi. Đây là cái hòm để thái rau thái chuối cho lợn mọi người ạ. Đây cái chỗ này là cái chỗ nắp motor này. Đấy. Nắp motor ở đây nhá. À nó như thế này à. Chỗ này là cửa đây đúng không ạ? Hay là gì ạ? Đây là cửa. À. Đây là cửa nắp dao. À. Nắp dao đây. Đây mọi người thấy đây. Đấy, đây là cái cửa để nắp ra một cái lỗ kìa nha. Đấy. À bây giờ mình mới biết đấy. Cái này bán đắt không anh? 1,5 triệu. À 1,5 triệu. À, 1,5 triệu một cái hòm này mọi người nha. Cái nắp motor để thay chuối nha. Cái này mua về hả chú? Bán đấy. À. À. Cái này chú bán bao tiền cái đây? Trang hay đấy. À cái này không thổi được đúng không? Không thổi được đâu. À cái này đồ trang trí ạ. Cho Quang là mua rồi. Nhẹ à. À vâng ạ. Vâng, cháu cảm ơn nhé. À. Vâng. Anh nhìn kia, anh không phải. Đây là cái đậu gì đây? Bé tí này. Đậu này bé lắm rồi ạ. Cái đậu gì luôn? Cái đậu đỏ này. Như kiểu là đậu rừng ấy mọi người. Cái này để đấm lưng á. Để đập lưng ấy. Đúng rồi. Đây là cái đoạn đập chân đập tay này. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi chứ lại hết á. Dạ. Nhiều loại thuốc quý lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó mọi người ạ, có nghe bây giờ thì cũng chưa chợ rồi ấy. Mình xin kết thúc video ở đây nhá. Hẹn gặp bạn lại các bạn vào cái video lần sau của mình. Cảm ơn các bạn nhé.